Ô Trai xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của HB Nguyễn. Các bạn có từng nghe một loại cá được mệnh danh là nhất đại mỹ ngư chưa? Và người Hoa gọi chúng là ngũ sắc thần tiên ở Việt Nam thì chúng được biết đến với cái tên cá dĩa hay cá đĩa. Cá dĩa là một trong những loài cá đẹp trong các loài cá cảnh nước ngọt. Cá dĩa có ngoại hình khá bắt mắt nên được giới chơi cá cảnh ưa chuộng. Tuy nhiên, giống cá này được xếp vào loại khó nuôi nhất hiện nay. Hãy cùng mình tìm hiểu về chúng nhé! Cá dĩa là loại cá có nguồn gốc từ Nam Mỹ, nơi của rất nhiều loại cá độc, lạ và đẹp. Cá dĩa có hình dạng tròn như chiếc đĩa, rất đẹp mắt với miệng nhỏ, màng nhỏ. Đây được đánh giá là loại cá rất hiền lành và thường sống theo bầy đàn. Tại Việt Nam, cá dĩa là loài cá quý hiếm, được du nhập vào nước ta ở những năm 2000. Có giá rất đắt đỏ khi mới về, nên rất ít phổ biến. Sau những nỗ lực phát triển, nhân giống của các nghệ nhân nuôi cá dĩa, dần dần cá dĩa xuất hiện nhiều hơn nhưng vẫn còn rất hạn chế. Cá dĩa phân bố tự nhiên ở vùng Amazon, nơi có nhiệt độ nước trung bình từ 28 đến 30 độ C và độ pH thấp khoảng 6,4. Ngoài ra, còn một số loài có thể sống ở mức pH khoảng 4. Cá dĩa được đưa vào nuôi đầu tiên ở Mỹ vào những thập niên 50 của thế kỷ 19. Sau đó lan dần sang các nước châu Á như Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Thái Lan. Trong tự nhiên chúng có 4 dòng chính, còn những dòng mới sau này đều do các nghệ nhân cá cảnh tạo ra. Cá trưởng thành có kích thước từ 15cm đến 20cm. Giống cá này cho sinh sản trong điều kiện nhân tạo rất khó thành công. Cá sinh sản đã khó do giữ trứng rất kỹ, lại hay ăn trứng nếu như cảm thấy xung quanh nó nguy hiểm hay nhiều người qua lại. Cá bột yếu ớt và hao hụt rất nhiều. Mỗi chu kỳ sinh sản mặc dù cá đĩa có thể đẻ khoảng 200 đến 400 trứng, nhưng khi đàn cá bột lớn cỡ 2cm thì chỉ còn lại 30 đến 40 con là điều bình thường, nếu không muốn nói là đã đạt tiêu chuẩn cho một lứa đẻ của cá dĩa. Phân biệt giới tính cá dĩa. Cá đực có hình dáng to, đầu hơi gù, vây bụng xệ, dưới bụng vùng giáp vây lõm vào trong rất rõ, hoạt động hung hăng hơn cá cái. Cá cái thường nhỏ hơn cá đực, gai sinh dục lồi ra ngắn 3mm, chia hai thùy nhọn và hơi cong về phía sau. Nuôi cá dĩa có dễ không? Cá dĩa là loại cá cảnh khó nuôi nhất trong các loại cá cảnh nước ngọt nhiệt đới bởi vì cá dĩa có rất nhiều điểm khác biệt về so với những loài khác. Do đó trong điều kiện nuôi, cần chú ý hai đặc điểm sau. Thứ nhất, cá dĩa là loài cá nhạy cảm nhất, đặc biệt nhạy cảm với tiếng ồn, chấn động nhẹ, ánh sáng mạnh, các thay đổi của môi trường, nhiệt độ, độ pH, độ cứng của nước. Biên độ thích nghi với các yếu tố này của cá dĩa rất thấp. Các tác nhân làm phiền khác, cá dĩa dễ bị stress khi bị quấy rối bởi các loài cá năng động sống chung. Các tác nhân gây bệnh, nấm, ký sinh trùng, vi khuẩn, virus. Thứ hai, cá dĩa đòi hỏi rất cao về chất lượng nước. Cho cá dĩa ăn theo từng giai đoạn. Mỗi ngày cho cá dĩa ăn khoảng 2 đến 4 lần, không nên cho ăn vào giờ chiều và tối. Đừng cho chúng ăn quá no, thừa thức ăn vì vừa không tốt cho tiêu hóa vừa ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước. Chủ nuôi tự điều chỉnh lượng thức ăn sau khi giám sát cho chúng ăn vài lần. Có 3 giai đoạn sau. Cá dĩa từ 15 đến 30 ngày tuổi, thức ăn là Artemia, bo bo. Cá dĩa từ 1 đến 3 tháng, thức ăn là trùng chỉ, lăng quăng. Cá từ 3 tháng tuổi trở lên, thức ăn là trùng chỉ, tảo, ấu trùng cá con, tép, lăng quăng, luân trùng, sâu đông lạnh. Đặc biệt món mà chúng thích nhất là tim bò xay nhỏ. Ngoài ra bạn cũng có thể cho chúng ăn thức ăn cho cá dạng viên để đảm bảo nguồn dinh dưỡng. Cá dĩa giá bao nhiêu tiền là rẻ nhất? Tùy vào kích thước, màu sắc, hoa văn, tính chất phong thủy mà cá dĩa được bán với nhiều giá khác nhau. Hiện nay mức giá rẻ nhất bạn phải trả cho những chú cá này là khoảng 150k con dành cho cá dĩa size nhỏ, khoảng 6cm. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh của HB Nguyễn để theo dõi các video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.